Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một cái dàn sớ 2m6, dàn sới nước nha các bạn, dàn sới nước hiệu hiệu Iseki. Dàn sới này là bạn ở Vĩnh Gia quay gửi qua Zalo cho mình, do đó nên các bạn đừng xem ngoài cái hình ảnh mà đánh giá các bạn. Lý do là gửi qua Zalo là chất lượng của video sẽ không còn trung thực như ở ngoài nữa. Đó, rồi các bạn và mọi người muốn mua thì liên lạc qua số điện thoại. Mình sẽ để lại số điện thoại cho các bạn và mọi người tham khảo. Thì điện qua đó đi, rồi mình muốn xem trực tiếp thì người ta sẽ gọi thấy hình trực tiếp cho mình xem. Đó, dàn sớ này là dàn sớ bãi Nhật. Đó, thì cấp mua thì cũng 20 mấy triệu các bạn. Thì bây giờ thì bán với cái giá là 18 triệu, dàn sớ 2m6 hiệu Iseki. Dàn sớ còn cái màu thì mình đánh giá là cái màu còn rất là đẹp nữa các bạn. Đó, Iseki 2m6, cái dàn gân nè, gân của nó thì gân green thì nó chỉ tầm hơn tấc thôi, cỡ tấc 2 vậy đó. Nó gân này thì cũng chưa có mòn nhiều các bạn. Đó, còn rất là green luôn. Dàn sớ này thì kêu giá là bán là 18 triệu. Qua đây thì anh em nào có nhu cầu bán máy cài hay hoặc bán dàn sớ, bán năm cụ gì đó thì liên lạc qua số điện thoại của mình là 0352 915 395. Đó là số điện thoại của mình các bạn. Số điện thoại của mình chứ không phải là số điện thoại của người bán cái dàn sớ này nha các bạn. Nó cái cùi nè, cùi cũng còn rất là chưa có móp méo gì chứ. Đó, các bạn thấy chưa, hộp sọ này thì các bạn có thể xem mà nó nhỏ, nhưng mà dàn sới nước là nó không có hộp sọ bự nữa mà hiếm lắm, mà không có luôn chứ không phải hiếm. Nó chỉ là có dàn sới hộp sọ nhỏ vậy thôi, tại vì nó sớ chuyên sớ tấc 2 thôi chứ nó không có sớ tấc nhất. Sớ thì rất là chạy đất luôn. Đó, hiệu Iseki sớ 2m6. Dàn sới này thì mang cho con 494 4008 đồ mang được hết đó bạn. 26 này thì mang được hết, có 40 ngựa là mang được hết.